Cảnh hôn nóng rực của Triệu Lộ Tư và Trần Chiết Viễn khiến fan Nguyên Bắc tẩy chay. Vụng trộm không thể giấu của Triệu Lộ Tư đã có những cảnh gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội, thậm chí có người còn tẩy chay phim. Gần đây một bức ảnh về phân cảnh trong vụng trộm không thể giấu cảnh khóa môi của cặp đối chính đã gây ra tranh cãi. Theo đó, bức ảnh chụp lại cảnh đôi nhân vật chính hôn nhau trên bãi biển, tang chỉ Triệu Lộ Tư thủ vai, đang cầm trên tay một bó hoa hồng lớn. Cảnh này dường như là một cảnh tỏ tình. Nếu bạn gạt bản gốc sang một bên, cảnh này rất đẹp. Thế nhưng sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng, dưới phần bình luận đã xảy ra một trận khẩu chiến giữa fan Nguyên Tác và fan của bộ phim. Người hâm mộ của bộ phim thì cho rằng cảnh quay rất đẹp và lãng mạn, đồng thời còn bày tỏ sự mong ngóng ngày phim lên sóng. Còn fan Nguyên Tác thì cho rằng bộ phim đã cải biên quá nhiều, có những người còn nói rằng sẽ tẩy chay bộ phim. Thậm chí fan Nguyên Tác còn cho rằng bộ phim này có vấn đề ngay từ khi tuyển chọn diễn viên. Họ cho rằng mặc dù bộ phim là chuyển thể, không tránh khỏi sự cải biên nhưng ít nhất nên chọn những diễn viên gần giống với Nguyên Tác nhất. Trên thực tế, vấn đề gây tranh cãi này không chỉ có ở vụng trộm không thể giấu mà xuất hiện ở rất nhiều tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết khác, đặc biệt là những phim có diễn viên nổi tiếng tham gia. Khi đạo diễn chọn chuyển thể một tiểu thuyết thành phim thành truyền hình, đạo diễn luôn quan tâm đến lưu lượng truy cập và dữ liệu do mọi người hâm mộ của tiểu thuyết gốc mang lại. Thế nhưng nếu không đáp ứng được yêu cầu của fan Nguyên Tác về dàn diễn viên thể hiện nhân vật, thì lượng truy cập này sẽ trở thành gánh nặng, lấn át danh tiếng của tác phẩm. 2 năm trở lại đây, các phim Đầu La Đại Lục, Mãng Hoa Kỳ đều bị fan Nguyên Tác đánh giá phim phép thuật chuyển thể chưa thành công. Tuy nhiên, không phải tất cả các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết đến kết thúc theo cách này. Như bộ phim Tài Trái đã rất thành công. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của các diễn viên trong Tài Trái lúc đó còn hơi non, nhưng họ vẫn đạt được thành tích tốt. Bộ phim làm hài lòng fan Nguyên Tác cũng giành được doanh thu phòng vé cao. Vụng trộm không thể giấu của Triệu Lộ Tư đang trong quá trình quay, liệu nó có thực sự phá hỏng Nguyên Tác hay không? Câu trả lời vẫn còn ở phía sau. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.